Con Giang Đông nè, nhập khẩu trực tiếp nè, hàng chính hãng luôn nè, Giang Đông. Giang Đông 30 HP một con, 2200 trên phút, 2200 rồi, nặng 195 kg, quá đẹp luôn. Đây thùng lùng này đi, rất đẹp, rất xảo luôn, mẫu rất đẹp luôn. 6 đợi 6 bà lon rồi con, đợi 6 bà xong mà rất là chắc chắn rồi con. Giang Đông đẹp, quá đẹp. Nước gió đầy đủ nha, con đặt cái nào có đó nha. Đi 30 Giang Đông, con đặt cái nào có đó thì nhập khẩu trực tiếp luôn. Chắc chắn mà con, sơn rất là đẹp. Ốc bát rất cứng luôn, liền quá, đúng là hàng chính hãng. Đây là hay rơ 35 ngựa có đề, phá đầy đủ luôn con, phá luôn, bấm đề là chạy thôi. Con này thì 35 ngựa, hẳn 250 kg, 2200 vòng trên phút, hay rơ mẫu đề nha bà con, rất là sắc sảo luôn nè, đẹp bà con ơi, chắc các bà con nào về chạy motor đi mua phát điện rồi đây, lắp cục này đây, khoảng 24 kVA trở lên. Nếu gắp cục này thì bà con chạy được 12 cục motor 2.2 kW, 12 cục motor 2.2 nghĩa là 12 cục 3 ngựa đó. Bây giờ này có cục sạc nha bà con, cứ tự động sạc luôn. Bà con có găm đây động bình nó sạc luôn, con này cũng nóng nè, cũng mát thì vô chỗ nào cũng được. Bà con về cái phát điện hay để chẹt của ghe là ghê luôn. Cái phát điện này kéo khoảng 24 kg, chạy được 12 cục motor 3 kg. Đây là Tiger Fowler series. Đây là Giang Đông chính hãng rồi không? Đây, Giang Đông chính hãng luôn. Rất đẹp. Đá đã luôn. Này đời này gắn decode được luôn rồi con. Mà con nào cũng xài decode có đề luôn nè. Nước gió đầy đủ. Đây là D24 nè. Rất là tươi thì nó uống nước. Mà con nào không xài dòng gió dòng nước đây. Đông phong 24 nữa. Nặng 186 kg. Đời này thì 4 người xong. Đời này cũng nhập khẩu trực tiếp luôn rồi con. Đẹp, nước sơn tươi. Đời này nhập khẩu trực tiếp nha. Chớ nó rất dày luôn, con này ủi chẹt ra dùng được, ủi kéo cổ là ok luôn. Cái phát điện cũng ngon lành luôn. Đây là trang Tifa có đề luôn, cũng nhập khẩu trực tiếp luôn con. Con này thì 35 HP, 230 kg, có đề tự sạc luôn con. Nó đang cái cục phát là 24 kg. Và có con nào nuôi tôm công nghiệp vào đây,
kéo được 12 cục motor 3 ngựa, hay gọi là 2.2 kW đó, kéo được 12 cục. Hàng này thì nhập khẩu trực tiếp. Đề thì 12V tự sạc. Có đồng hồ báo ampere bình luôn, hết bình báo luôn. Alo. Đây. Đúng rồi, đúng rồi, anh đổ lên tự động chạy xuống à. Đúng rồi, anh phải đổ, tại vì bên đây không có đổ, đổ đi vô điện dơ quá nó không chịu. Nặng. Nó nặng quá. Dạ. Dạ dặn tay họ cho anh chút ngược chút lên chút xuống đi cho nhớt xuống hai đầu á, điều đi được rồi. Dạ. Đúng rồi, anh làm sao cho. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Làm sao cho mềm hai đầu được rồi, làm xài thiên thu quá, cái đời bót đó xài lâu hư lắm á. Đúng rồi, nào nhẹ thôi, để vài bữa nhẹ nhẹ te luôn. Cảm đóng bót cho anh xài lâu hư mà. Cứ đổ nhớt lâu lâu 2-3 ngày đổ nhớt ngày cho em là thiên thu. Nếu xài nhiều á. À, nhớt cũ nhớt mới vẫn được, đồ đại vô, một lát mà. À, chừng có ốc có siết cứng nha, đừng cho hai ốc siết vô nha. Hai ngóc siết bóp bạc cây quá, siết đừng cho nó ôm bạc cây quá, cây cứng á, cho nó hở bạc cây ăn chút hai tán đầu tiên á. Đúng rồi, hở cái ống lắp chút, biết ống lắp không? À, đừng cho nó ôm, ôm nó ép bạc cây nó chạy không nổi. Đúng rồi, rồi mở ra à, đúng rồi. Đổ nhớt vô cho em được à. Đây, đối dòng nào mà con đây lớn nữa mà công suất lớn mà giá cả mềm mà con, mà đối dòng này đi trang tifa 35 ngựa có đề giang đông, đây giang đông 30 ngựa nước gió đầy đủ, tiger 35 ngựa đề luôn nước gió đầy đủ, đây đông phong 24 ngựa nước gió đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.